Đây là ông 89 mới bị ở đèo Lò Xo đây, cho nên là gặp rất nhiều như thế này, cho nên là hôm nay tôi xin làm một cái clip này để cho anh em sổ đèo nhá. Rồi đi đi, đây là đèo Lò Xo với cái độ dốc của nó là khoảng có đoạn trên 15% nha anh em, chứ nhìn thấy 10% là không đúng rồi đấy. Thì khi bắt đầu hôm nay tôi làm cái clip này để cho anh em nào chưa sổ đèo quen, hoặc những anh em phía Bắc mà vào 1-2 chuyến đấy, đi shipper nhẹ đấy, cứ thấy là tưởng rằng là cái đèo này nó đơn giản, nhưng nó không đơn giản đâu anh em. Là khi bắt đầu với cái dòng xe Trang Long ấy mà 4 chân này ấy, mới chở hơn 30 tấn nhá. Thì hôm nay tôi sẽ cho kính lên đây, chỉ cho anh em này cái cách xuống đèo. Như tôi đang chở là 32 tấn thì tôi đang xuống là số 4 Kubo. Thì cái cách xuống đèo đó nó lao ấy, các vị thấy không? Nó dốc đứng sừng sững vậy. Thì cái cách xuống đèo là bắt đầu là mình đạp thắng và Kubo, bắt đầu đạp thắng này, đếm 1 2 3 4 5 là nhả. Đấy anh em, nhả nhả cả thắng lẫn Kubo. Rồi bắt đầu nó dồn cái tua máy lên cỡ khoảng 20, gần hết cái vạch trắng này này. Thì bắt đầu ta đạp thắng. Thì đi như thế là nó an toàn hơn. Những anh em tài xế mà cứng rồi mà chạy thì anh em mới đi quen rồi. Mỗi người thì có một cách, có người thì già thắng. Già thắng tức là già phanh đấy, cho nó giảm cái tốc độ đi. Nhưng mà thực tế nó như thế, nếu mà cái xe mà chở mình chở trên 30 tấn trở lên ấy, là nó rất là nóng tăng bua. Mà đã nóng tăng bua rồi thì nó sẽ không dừng lại. Đây, như đấy, như anh em shipper đây này, đấy T89 đấy, ông bạn vừa nằm ở đèo đó chở ong, mới ra đến đây mới sổ được có khoảng hết cái dốc Quan Âm, đang đi về hướng Quảng Nam. Thì ông ấy đạp nó không đứng nữa, nó rúc vào đít thằng xe ben. Đấy, lúc nãy tôi đưa lên TikTok ấy, thì anh em chạy, nhất là anh em nào mà phía Bắc mới vào đấy, đấy chạy như kiểu như thế đấy là nguy hiểm lắm. Là vì cái đèo Lò Xo ấy, đặc biệt nó có những cái đoạn nó sẽ dốc hơn 15%, nhưng mà cái biển nó chỉ có đè có 10% thôi, cho nên anh em đi chủ quan là như vậy. Thứ hai nữa là cái hàng của anh em nó nhẹ. Nếu mà hàng nhẹ đấy, anh em phóng nhanh mà anh em già thắng liên tục thì cái tăng bua nó đỏ lên, mà anh em chưa nhìn thấy cái tăng bua nó đỏ như hòn than đâu. Đấy, nó đỏ như thế mà nó bể tăng bua nữa, thì lúc ấy là cái thắng mình phóng mình già lại ấy, thì nó dập dìu như thế thôi. Nhưng mà muốn đứng lại thì nó không đứng nữa, không đứng được, buộc phải đâm vào đít xe khác thôi. Đấy, cái cách đi như thế thì mỗi người có một cái kiểu đi xuống đèo khác nhau. Nhưng mà tôi thấy quá nhiều tai nạn này. Ở đây là cái chỗ nửa dốc này là 29 cụ, anh em còn nhớ 29 cụ Hà Nội đây này. Đó, cái cây nhang này, cái miếu này. Đó là 29 cụ Hà Nội đi thăm chiến trường xưa đấy. Rồi ngủ lại ở đây là cũng do tài xế đấy. Mình nói ra thì tôi thì hôm nay tôi chia sẻ với anh em là vì là tôi 21 năm lái xe kinh nghiệm thương tích đầy mình. Mà trong khi đó là chạy tranh Gia Lai ấy, là được từ năm 2017. Còn trước đấy 12 năm thì tôi chạy xe 8 tấn là đi đường dài, đi Sài Gòn, đi nói chung là các tỉnh phía Tây, rồi đi Hà Nội, Sài Gòn thì đi liên tục là 7 năm với 12 năm. Đời tổng lái xe nội địa nữa là 21 năm. Thì hôm nay chia sẻ với anh em cách xuống đèo. Thì tôi thì cũng học hỏi của anh em ra thôi, cái cách chạy đèo. Nhưng mà mỗi người chạy một khác.
khi mà ngồi ăn cơm với nhau ấy, thì các ông nói cách xuống đèo ấy, thì anh em nào mà mới học lái xe ra ấy, thì không thể hiểu hết được, là vì nó có nhiều vấn đề. Một là cái tải trọng của mình nó bao nhiêu thì mình xuống số mấy. Thứ hai nữa là cái cách mình đạp thắng, đạp phanh đấy, và cúp bô đấy, xe tôi đang cúp bô và đạp phanh, thì mình cúp miết thì nó sẽ hư cái máy đấy. Ta chỉ có vừa đạp thắng mà kết hợp với cúp bô thì chỉ có đếm đến 5 thôi là phải nhả, 1, 2, 3, 4, 5 là nhả, nhả thắng ra và cũng đồng thời ngắt cúp bô ra. Thì khi mà chờ cho cái tua máy nó sẽ lao đi đến như dòng Trang Long này, thì nó đến tua máy đến cái báo đến 20 là bắt đầu đạp thắng. Đấy, cứ như thế đấy. Còn anh em nào mà đã từng chạy có nghề rồi ấy, thì chia sẻ để cho anh em nó mới vào nghề để nó biết được, chứ còn để cho anh em nó chạy như này nguy hiểm quá. Tôi thì cứ một tuần tôi đi qua đây 2 lần. Đâm ra là ngày xưa thì anh em chạy tranh thì biết rồi, chạy như máy bay ở cái đèo Lò Xo này. Nhưng mà bây giờ là cái đường nó xấu, thứ hai nữa là nó anh em shipper vào chạy nó không còn cái nếp nữa rồi, không còn nếp chạy nữa rồi, thích là chạy thôi, đâm ra nguy hiểm lắm. Hôm nay xin chia sẻ bằng này, còn tí nữa tôi sẽ chia sẻ clip sau, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách xuống đèo mà dài, cái đèo 30 km đó, shipper đấy, thấy không, 29 shipper nó chạy ào ào như thế rồi gặp xe thì chỉ có đấu đầu thôi chả sao cả, vì anh em đi là cái hàng nó nhẹ, cái hàng nó nhẹ anh em đi ẩu được. Còn bọn tôi có những cái xe, tôi nói thật, có những xe chất qua cái đèo này, nếu như mà 47 với 82, 81 thì nó chở 60 tấn nhựa đường, thì anh em chỉ có đái không ra nữa. Tôi nói thật, nếu mà so với cái tài trong này thì không so không được, nó chạy quá tải nó quen rồi, là một. Thứ hai nó đi đèo dốc nó cứng rồi. Còn anh em ở phía Bắc vào thì có người thì cũng chạy cứng, nhưng có người thì chạy mới có 1-2 lần. Nhất là anh em học lái xe thì tốt nhất mình ngồi lên mà thấy nó run tay run chân khi mà xuống đèo thì tốt nhất là nên đổi tài, chứ cũng không cố, vì cố như thế nó nguy hiểm, cái tinh thần nó không vững rồi là xử lý không được. Rồi chúc anh em lái xe an toàn nhé.